cảm xúc trái chiều của các cổ động viên Argentina và Iceland sau trận đấu. Messi gửi lời xin lỗi tới cổ động viên Argentina qua ghi nhận của phóng viên VTV. Tôi muốn gửi một lời xin lỗi cho các cổ động viên. Các bạn đã kỳ vọng quá nhiều. Vâng, rất nhiều những câu chuyện thú vị liên quan tới World Cup 2018 sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trên app VTV Sport được sử dụng trên các thiết bị điện thoại thông minh. Còn bây giờ thì bản tin nhịp đập 360 độ thể thao xin được tiếp tục với những diễn biến mới nhất đến từ World Cup 2018, đặc biệt là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Argentina được ví như vũ công tango trong cuộc đối đầu mà họ đã húc phải một bức tường băng đến từ đội tuyển Iceland. Đúng là như vậy. Trận đấu giữa đội tuyển Argentina, một ứng cử viên cho chức vô địch, gặp đội tuyển Iceland là trận đấu được quan tâm rất nhiều trong loạt trận vừa diễn ra. Đội tuyển Iceland là đội bóng đã tạo nên được một câu chuyện cổ tích tại vòng chung kết Euro 2 năm về trước. Thời gian thì đã trôi qua, thế nhưng sự khó chịu trong lối chơi của đội bóng vùng Bắc Âu thì lại không hề thay đổi. Mặc dù đã có được bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút thứ 19 sau pha lập công của Sergio Aguero, tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi đội tuyển Iceland với chiến thuật hợp lý đã nhanh chóng có được bàn gỡ hòa chỉ 4 phút sau đó nhờ công của Fibonacson. Và đáng buồn hơn khi ở những phút còn lại của trận đấu, Messi còn thực hiện không thành công quả phạt đền ở phút thứ 64, qua đó khiến đội tuyển Argentina phải nhận kết quả hòa chung cuộc với tỷ số 1-1. Chúng tôi luôn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu, đó là điều rõ ràng. Tuy nhiên, trước một đối thủ thi đấu với hàng phòng ngự chặt chẽ và đông đảo, sẽ rất khó khăn để có được bàn thắng với bất cứ đội bóng nào. Đây cũng là kinh nghiệm rất bổ ích với chúng tôi trong các trận đấu tiếp theo. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi phòng ngự đúng với cách mà chúng tôi muốn. Rõ ràng là rất khó khăn khi phải đối đầu với những cầu thủ hàng đầu thế giới trong suốt 90 phút. Tất nhiên là chưa tính tới việc họ luôn cầm bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thật may là cả đội đã thi đấu tốt và có được kết quả thuận lợi ở trận đấu này. Một điểm có thể mang tới niềm vui cho đội bóng gồm toàn những cầu thủ có từ cuối lá sơn và cả huấn luyện viên của họ cũng vậy. Mặc dù vậy thì Lionel Messi chắc chắn sẽ là người cảm thấy thất vọng nhất sau khi trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Iceland khép lại. Các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tác nghiệp tại Liên bang Nga thời điểm này cũng đã có cơ hội để tiếp cận với Lionel Messi và chúng ta sẽ cùng xem ngôi sao này nói gì sau trận đấu. Một trận đấu thất vọng của đội tuyển Argentina nhưng là trận đấu lịch sử của đội tuyển Iceland, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của các cầu thủ hai đội sau trận đấu này. Tôi rất tiếc là đã bỏ lỡ quả penalty và khiến cho đội tuyển Argentina không thể giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup năm nay. Tôi muốn gửi một lời xin lỗi cho các cổ động viên. Các bạn đã kỳ vọng quá nhiều. Đối thủ của chúng tôi là Iceland đã chơi quá tốt. Họ xứng đáng có được một điểm. Chúng tôi sẽ phải cải thiện nhiều vấn đề ở hai trận đấu còn lại. Không có gì phải quá lo lắng. Chúng tôi vẫn rất tự tin vào cơ hội đi tiếp. Tôi rất vui khi ghi bàn thắng mở màn cho đội tuyển Argentina tại World Cup năm nay. Nhưng chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Messi, cậu ấy đã chơi tốt. Hy vọng Messi không bị quá nhiều áp lực sau trận đấu này. Mở màn bằng một trận hòa không phải là ý muốn của chúng tôi. Nhưng sự thật là như vậy. Chúng tôi phải chấp nhận để nỗ lực hơn nữa ở các trận đấu tiếp theo. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với màn trình diễn của toàn đội hôm nay. Sau Bồ Đào Nha năm 2016, chúng tôi lại có cơ hội cầm chân một đội bóng lớn như Argentina. Vâng, chúng ta có thể cảm nhận được sự thất vọng trên gương mặt của Lionel Messi sau khi anh không thể giúp cho đội tuyển Argentina giành chiến thắng trước đội tuyển Iceland. Tuy nhiên, Lionel Messi cũng có thể cảm thấy được an ủi phần nào khi rất nhiều những tờ báo lớn trên thế giới đã đứng về phía anh sau khi trận hòa vừa qua. Đừng đổ lỗi cho Lionel Messi khi trận hòa của đội tuyển Argentina. Đó là những gì mà tờ Goal đã viết. Theo tác giả Peter Shorten, một mình Lionel Messi là không thể tạo ra khác biệt khi những đồng đội của anh đã chơi dưới sức và thiếu đột biến. Nhiều trang báo khác lại mang tới những thống kê đáng buồn. Lionel Messi đã tung ra 11 cú dứt điểm nhưng không thể có được bàn thắng. Còn theo tính toán của hãng thống kê Opta,
trong 7 lần thực hiện đá luân lưu 11m gần nhất cho cả Barcelona và đội tuyển Argentina, Lionel Messi đã sút hỏng tới 4. Vì thế, đã có những người chơi chữ rằng Messi là Miss Penalty, người chuyên đá hỏng những quả 11m. Đó là câu chuyện của đội tuyển Argentina và Lionel Messi. Còn ở một cặp đấu khác trong khuôn khổ bảng D, đội tuyển Croatia với lực lượng hùng hậu và kinh nghiệm hơn đã vượt qua đội tuyển Nigeria còn đang non trẻ bằng một trận thắng thuyết phục. Đội tuyển Croatia với đội hình mạnh nhất đã không gặp nhiều khó khăn để có được lợi thế trước đội tuyển Nigeria với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Và kết quả họ có được bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 32 sau tình huống đá phản lưới nhà của tiền vệ Etebo bên phía đội tuyển Nigeria. Cuối trận, đội tuyển Croatia còn có thêm một bàn thắng nữa ở phút 80 do công của tiền vệ ngôi sao Luka Modric. Chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, đội tuyển Croatia đã vươn lên dẫn đầu tại bảng này với 3 điểm có được. Không chỉ có các trận đấu ở bảng D vào ngày hôm qua, đã tiếp tục diễn ra các trận đấu ở lượt trận đầu tiên của bảng C trong khuôn khổ vòng chung kết FIFA World Cup 2018. Đáng chú ý ở lượt trận đầu tiên của bảng C là công nghệ VAR đều đã được sử dụng để có thể mang tới những quả phạt đền, nhưng không phải đội bóng nào cũng có thể tận dụng thành công cơ hội để mang tới bàn thắng. Đội tuyển Pháp và đội tuyển Peru đều đã được hưởng những quả đá phạt 11m sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Tuy nhiên, chỉ có đội tuyển Pháp thực hiện thành công. Các bàn thắng của Antoine Griezmann và sau đó là Paul Pogba giúp cho đại diện của châu Âu giành được chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Australia. Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội tuyển Peru đã để thua đội tuyển Đan Mạch 0-1 khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, trong đó có một quả đá phạt 11m, còn đối thủ lại hiệu quả hơn với bàn thắng của Yusuf Poulsen. Bên cạnh những diễn biến hấp dẫn trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Australia thì các cổ động viên của hai đội cũng đã có những phút giây thực sự vui vẻ sau khi cùng nhau tận hưởng trận đấu. Ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Australia kết thúc, các cổ động viên Pháp đã bắt đầu bữa tiệc ăn mừng của mình ngay bên ngoài sân vận động thành phố Kazan. Họ nhảy múa và hát vang những bài hát bằng tiếng Pháp để chia sẻ niềm vui chiến thắng. Trận đấu không thực sự đúng như ý muốn của chúng tôi lắm, nhưng điều đó chẳng sao cả, đội tuyển Pháp vẫn giành được chiến thắng. Chúng tôi đã có những giây phút khó khăn trên sân, đó là điều thường gặp, và đội tuyển Pháp luôn biết cách để vượt qua điều đó. Chiến thắng này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn nhiều. Trong khi đó thì các cổ động viên của đội tuyển Australia lại không muốn nói nhiều về trận đấu vừa qua, ngoại trừ công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR, điều đã tác động rất lớn đến kết quả của trận đấu vừa qua. Đội tuyển Pháp đã chơi không thực sự tốt, trong khi các cầu thủ Australia lại thể hiện được phong độ ấn tượng. Nhưng chúng tôi lại không thể có được kết quả như mong muốn. Mọi thứ đều tốt trong trận đấu này, nhưng thực sự đối với tôi, và nên bị loại bỏ khỏi bóng đá. Chắc chắn là đã có những tâm trạng trái chiều đến từ các cổ động viên của đội tuyển Pháp và Australia. Cũng ở bảng đấu này thì các cổ động viên của Peru cũng đã phải trải qua những giây phút hồi hộp nhưng và cũng có những giây phút thất vọng. Và trong trận đấu mà đội tuyển của họ đã phải chờ đợi hơn 30 năm để được tận hưởng cảm giác không khí của World Cup, thì cho dù kết quả như thế nào, các cổ động viên tại Lima vẫn ăn mừng và tiếp tục gửi tới những lời động viên tới các cầu thủ thân yêu. Dù đội tuyển Peru phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Đan Mạch, nhưng nhiều cổ động viên của đội bóng này vẫn hát vang những ca khúc cổ vũ cho đại diện tới từ Nam Mỹ. Trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết World Cup sau 36 năm đã không có được một kết quả khả quan, nhưng các cổ động viên của đội tuyển Peru vẫn rất thân thiện khi chúc mừng cổ động viên tới từ Đan Mạch. Chúng tôi đã trải qua những giây phút khó khăn, nhưng đã vượt qua và giành chiến thắng. Đáng ra tỷ số phải là 2-0. Thật dễ dàng để nhận ra các cổ động viên của đội tuyển Peru trên đường phố ở nước Nga với những lá cờ được vẽ trên mặt cùng sự sôi động từ các nhạc cụ. Chúng tôi rất hiểu những áp lực với các cầu thủ trong lần trở lại World Cup lần này. Chúng tôi đã ở rất gần với chiến thắng với quả phạt 11m và nhiều cơ hội. Nhưng đó mới là bóng đá. Chúng tôi sẽ tiếp tục cổ vũ và hy vọng đội tuyển sẽ có kết quả ấn tượng hơn trong hai trận đấu tiếp theo. Trang đã lên, một ngày chuẩn bị khép lại. Các cổ động viên của đội tuyển Peru trở về khách sạn để nghỉ ngơi trước khi lại tiếp tục mang tới những bầu không khí sôi động